Bắt mạch thị trường bất động sản Hà Nội, phân khúc có nhu cầu ở thực vẫn nóng. Thời gian qua, chung cư là loại hình dẫn sóng trong giai đoạn thị trường phục hồi. Song, khi thị trường bước sang giai đoạn ổn định, chung cư sẽ phải nhường lại vị trí ngôi sao cho các phân khúc khác. Trong vòng một năm nữa, chung cư vẫn là điểm sáng trên thị trường. Các phân khúc khác như nhà riêng, nhà phố sẽ nóng hơn từ đầu năm sau. Các loại hình thiên về đầu tư sẽ tăng ổn định về lượng giao dịch từ giữa năm 2025. Các bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực đang có giá bán rất cao, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới. Từ nay đến nửa đầu năm sau, các phân khúc có tính khai thác dòng tiền như chung cư, biệt thự nội đô tiếp tục dẫn dắt đà hồi phục của thị trường. Mặt bằng giá chung cư tại Hà Nội sẽ được thiết lập lại để trở nên cân bằng hơn với mức thu nhập của người dân. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ thực sự diễn ra nếu trong 5 năm tới, lượng dự án nhà ở xã hội tại thủ đô đủ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Cảnh báo khi đầu tư bất động sản vùng ven dựa trên diễn biến ở các chu kỳ trước thì hiện vẫn chưa phải là thời của đất nền. Song thực tế đang phản ánh điều ngược lại, khi phân khúc đất thổ cư liên tục được săn đón ngay từ nửa đầu năm nay, nhiều nơi có mức tăng giá không tưởng. Đây chỉ là những cơn sốt mang tính chất cục bộ. Nhà đầu tư khi không mua được căn hộ chung cư vì thiếu dự án mới nên sai sàng đất nền. Ngoài ra, còn xuất phát từ việc chính quyền nhiều địa phương đặt giá khởi điểm khi đấu giá đất chưa cao. Những phân khúc có tính chất đầu tư như đất nền, dù có thể tăng giá gấp 2 đến 3 lần sau một vài năm, nhưng tính thanh khoản tương đối hạn chế và giá có thể đi ngang trong khoảng thời gian dài khi thị trường chứng lại. Hãy nhấn like và theo dõi Nguyễn Văn Hành mỗi ngày.